sự thật rùng rợn của luyện âm binh và quả báo kinh hoàng cho tận đến những ngày cuối đời bệnh tật hành hạ ông cao liệt dường chiếu người đời cho rằng trời bất công còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài ông biết luật nhân quả một ly cũng không sai chỉ là không phải ai cũng tỏa tường sự thật đằng sau mà thôi Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông tôi lúc kể lại. Ông nội tôi tên Hoàng, ông có một người bạn lâu năm tên là Cao. Ông Cao ở quê sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn hoạn nạn trong làng. Chẳng ngại khó, ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực. Thế nên gần xa, ai ai cũng quý mến ông Cao. Chẳng hiểu thế nào, người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy, ông Cao 49 tuổi, bỗng dưng đột bệnh, nằm liệt giường. Bệnh tật hành hạ ông đau đớn, lê lết rên rỉ hết ngày này qua tháng khác thuốc thang gì cũng chẳng đỡ thế rồi sau ba tháng liệt giường chiếu ông cao ra đi trong sự đau xót khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng trước khi ông mất ông cao có gọi cho ông nội tôi tới nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội tôi ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu dường như giữa hai người có một bí mật nào đó có người thấy ông cao sống tốt như thế lại chẳng có lấy một cái chết yên lành thì ngửa mặt lên trời mà trách than còn ông nội tôi thì chỉ lặng lẽ thở dài vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành chuyện là hồi ông nội tôi còn trai tráng ông cùng với ông cao khi ấy là một chàng trai lanh lợi tràn trề sức sống hai người rủ nhau đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên lai châu một thời gian dài đào vàng vất vả ở trên đó cũng không kiếm được nhiều nên ông nội tôi và ông cao có ý định làm hết tháng lấy tiền công rồi về tìm việc khác để làm hôm đó khi hết ngày làm việc mặt trời đã xuống núi trên đường ra suối tắm ông cao gặp một ông già người dân tộc Mông tên là Hà. Không biết hai người nói với nhau những gì. Nhưng tối hôm đó, ông Cao có rủ ông tôi đi tới nhà ông Hà, người dân tộc Mông ấy. Đó là một căn nhà khang trang. Vào bên trong, gặp ông lão người Mông. Thấy ông ấy đã pha trà, đợi sẵn từ bao giờ. Nghe hai người nói chuyện, ông nội tôi mới biết ông Hà Lão người mong đó là thầy phù thủy thợ âm binh. Khi ông Cao thấy tướng của Cao hợp với căn mình nên ông Hà muốn truyền lại nghề. Một là để không bị thất truyền hai là nhân đó có thể giúp đỡ cho nhiều người khác nữa. Thấy ông Cao hiền lành có thiên phú dị bẩm nên ông Hà quyết định dạy cho ông Cao tất cả những gì mình biết. Và từ đó Ông Cao bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ, từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh. Những ngày tháng khó quên trong cuộc đời của ông Cao. Nói đến âm binh, có lẽ cũng cần giới thiệu qua một chút. Đó là những hồn ma chưa được đầu thai, không được ai thờ cúng, phất vượng đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi từ rừng hàng đến thôn ấp thì thành vì không ai cúng cho ăn nên chúng đói khổ thê thảm. Người đời gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ. Hệ nơi đâu cúng thí thực thì tranh nhau đến giành ăn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều. Lợi dụng điểm này, các thầy phù thủy triệu hồi chúng về, cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh thông qua các bùa phép. Thông thường, các vong linh được các thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh cũng đều là những vong linh rất can cường, hung dữ. Và từ đó trở thành âm binh, phục tùng mệnh lệnh của thầy Pháp. Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy khi không được cho ăn đầy đủ, khi thực hiện không đúng quy cách hoặc khi thầy phù thủy bị suy yếu pháp lực. Cho nên, luyện âm binh là con dao hai lưỡi rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh phật ngược trở lại, chết thê thảm. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện mắt. Mắt mà không thấy âm binh thì nói gì đến điều khiển nữa. Ông Hà dạy cho Cao tối nào cũng ngồi 3 giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn đến và cố gắng không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng, hai nhãn cầu đỏ ngầu như muốn nổ ra. Cao chỉ muốn bỏ cuộc nhưng Cao cũng rất cố gắng để vượt qua. Tối nào cũng kiên trì đánh vật với cây nến. Sau khoảng 2 tháng thì thành công. Đó là khi Cao có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt. Bước thứ hai là luyện âm khí. Tối tối sau 10 giờ đêm, theo lời thầy dạy, Cao sách một xô nước đi tới bãi Tha Ma cách láng ở khoảng 2 km. Khi tới nơi đổ nước xuống đất, rồi nằm lên trên. Trước 5 giờ sáng thì trở về. Đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về không được gặp bất kỳ ai và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước đó. Nếu gặp người nào đó hoặc có cái gì đó rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại. Đêm đầu tiên, cao xách xô nước đi tới bãi tha ma, đổ xuống và nằm lên một mình giữa bãi tha ma tối tăm cao vừa sung vừa sợ nằm xuống không dám mở mắt ra cả đêm đó sợ không ngủ được vài đêm sau thì cao mới quen dần những đêm sau nữa cao có thể nằm ngủ ngon lành cho tới trước 5 giờ sáng rồi thức dậy ra về chẳng mấy chốc cao đã ngủ ở bãi tha ma chín mươi chín đêm thành công tới đêm cuối cùng cao có một cảm giác rất lạ dường như có ai đó luôn đi phía sau mình mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Tới bãi tha ma, vừa đổ nước xuống, nằm lên và nhắm mắt lại. Được một lát, Cao bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ lạ, điên khóc, tiếng cười hỗn độn đang xen. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức cao mở mắt bật dậy còn người muốn nổ ra toàn thân run rẩy trước mắt cao là những cảnh tượng hại hùng chưa từng thấy trong đời đây là những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đòi mẹ kia là kẻ cầm bát ăn xin kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận những hồn ma hình dáng kỳ dị ghê rợn đủ mọi sắc thái chập chờn thoát ẩn thoát hiện trước mắt cao đó chính là lúc thành công giai đoạn 2. Nằm một trăm đêm trên nước ở bãi Tha Ma, âm khí đã ngấm sâu vào người Cao, và Cao trở thành người nửa âm, nửa dương, có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma bước vào thế giới của ma quỷ. Bước thứ ba, đó là triệu hồi các hồn ma về, luyện chú thuật để điều khiển chúng. Cao được ông Hà dẫn vào trong căn phòng thờ âm binh, ngước mắt nhìn quanh thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai mảnh xương sườn người ông hà nói xương đó là ông lấy từ dưới mộ người bị sét đánh chết bên dưới là một bát hoàng to cao rót ba chén rượu lấy dao trích đầu ngón tay lấy ba giọt máu nhỏ vào rồi thắp một nén hương thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới mỗi tối một nén hương, khi nào thắp đủ một trăm nén, thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ, và có thể sai đi làm việc được. Đủ một trăm ngày triệu hồi âm binh, thì ông Hà chỉ dạy thêm tất cả những ngón nghề bắt quyết, phụ chú, vẽ bùa. Cao tiến bộ rất nhanh, chẳng phụ công thầy dạy dỗ. Sau rất nhiều vất vả, Cao cuối cùng cũng đến ngày chính thức trở thành thầy phù thủy có thể đi kiếm tiền nhờ khả năng điều khiển âm binh. Có một điều quan trọng mà ông Hà nhắc đi nhắc lại, đó là 10 giờ tối cho âm binh đi, tới đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, sẽ bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm ti truy đuổi. Như vậy, chúng sẽ ghim hận tìm tới thầy và trả thù. Và khi gọi chúng về, phải có sẵn một lễ khao quân gồm nhiều thứ để thiết đãi cho chúng ăn. Không thì chúng đói, sẽ phản lại thầy. Phải đặc biệt chú ý điều này, không được quên. Khi mới vào nghề, Cao khởi nghiệp bằng cách gọi những phong hồn mới chết về để người thân hỏi chuyện. Có ai thuê, Cao bảo họ ngồi vào điện thờ, thắp hương, và viết vào giấy tên tuổi, nơi sinh và nơi mất của phong hồn, rồi cho âm binh đi tìm phong hồn ấy và kéo về trả lời những câu hỏi của người nhà. Cứ thế, mọi thắc mắc của những người thuê cao đều được trả lời thỏa đáng. Mọi người truyền tay nhau và dần dần cao cũng được nhiều người biết đến. Rồi ngày càng đông người tìm tới cao nhờ gọi hồn hơn. Có những người có thân nhân bị chết không thấy xác, tìm tới Cao nhờ giúp đỡ. Theo lời cao dặn trong giấy, quả nhiên sau mấy ngày, họ tìm được thi thể. Từ đó về sau, danh tiếng của Cao càng nổi, sự nghiệp phát triển, sự nghiệp tiến triển, Cao chuyển sang tập làm những thứ khó hơn. Cao bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm những việc như tát nước, chặt gỗ mỗi khi có người thuê và đoàn âm binh của cao tỏ ra rất đắc lực mọi việc đều được tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng đúng 5 giờ sáng cao gõ ba hồi chuông gọi quân về và không quên làm sẵn một mâm cúng thịnh soạn để khao quân thành công đến với cao quá nhanh quá nguy hiểm chỉ 3 năm cao đã có thể thành thạo đưa quân đi làm những việc mà ông hà sư phụ của Cao, phải mất đến 5-7 năm mới làm nổi. Danh tiếng nổi như cồn. Lúc này, Cao thấy tự mãn với khả năng của mình. Cao quyết định vượt qua hàng rào những lời săn dạy của sư phụ. Bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn, như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của người luyện âm binh. Lúc còn học nghề, ông Hà đã dặn đi dặn lại dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người vì ác sẽ gặp quả báo thầy pháp có cao tay ấn đến mức nào đứng trước quả báo cũng chỉ là mũi mỏng mà thôi cao đã phớt lờ đi những lời săn dạy của sư phụ đồng tiền đã che tay bịt mắt cao lại cứ thế càng ngày cao càng, càng dấn sâu hơn vào những phi vụ đen tối đem âm binh đi hại người cao đâu biết chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời cao sau này. Không có ít những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ để nhờ cao triệt hạ đối thủ cản bước làm ăn của chúng. Và cao đều nhận lời. Cao chờ đêm đến, cứ sau 10 giờ là điều âm binh tìm đến những láng trại của những người được thuê để triệt hạ, rồi lệnh cho âm binh đốt láng trại giữa đêm làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương có những chủ bãi vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường xô cho ngã xuống núi dù không chết nhưng cũng tàn tật cao không có ý định giết họ mà chỉ làm vừa chừng để họ bị thương tật và không sức làm gì được nữa mà thôi những việc làm đen tối của cao ngày một nhiều cuối cùng cũng đến tai của ông hà Ông không kiềm nén được tức giận, lập tức tìm đến gặp Cao. Ông Hà mắng mỏ hắn một trận, hắn vẫn lễ phép vân dạ với thầy, hắn nói là hắn không dùng âm binh giết người, mong thầy hiểu cho. Ông Hà thấy trong đôi mắt của Cao giờ chỉ có tiền, ông bất lực, biết mình có nói gì cũng vô dụng, không khuyên ngăn được Cao, ông rành thở dài mà xa về sau những ngày trầm tư suy nghĩ không muốn đệ tử mình dấn sâu vào vực thẳm tội lỗi ông hà đã dạy nghề mấy năm không còn nuôi âm binh nữa nên ông quyết định tìm tới một thầy phù thủy khác nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của cao mục đích là chặn cao lại buộc hắn phải dừng tay tạo ác và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra vì cao không biết trước nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập đến bao vây tứ phía rồi ào ào xông tới quyết chiến âm binh của cao đành chỉ biết đau khổ chống đỡ lớp bị chém bị đâm sói xả lớp gục xuống gào thét đau đớn đêm hôm đó trong làn gió mọi người gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu trẻ con đứa đang nín thì khóc thét lên con đứa đang khóc thì tai mét nín bặt lại người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió rợn hết cả người sau đêm đó đoàn âm binh của cao thương vong rất nhiều năm giờ sáng khi cao gõ chuông rút quân về cao tá hỏa sực nhớ ra rằng mình đã quên không chuẩn bị khao quân như mọi khi vừa bị đánh cho thương tích tơi bời vừa mệt mỏi đói khát cồn cào đã vậy về nhà lại không được cho ăn đám âm binh đùng đùng nổi giận bao nhiêu bức xúc dồn hết lên đầu cao chị chớp mắt chúng ào tới tấn công ông khiến cao không kịp trở tay không biết chúng đã làm gì nhưng khi sáng ra ông nội tôi bước vào chỉ thấy cao nằm vật trên sàn mắt nhắm miệng u ớ mãi mới nói được một câu tìm tìm ông hà rồi lăn ra bất tỉnh ông nội tôi lập tức chạy tới nhà ông hà để cầu cứu nhưng ông lão từ chối ông nói ông cao đáng bị như vậy gieo nhân nào thì gặp quả nấy có bị thế thì mọi người mới yên được nếu cứu cao thì hắn ắt sẽ ngựa quen đường cũ không thể ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chết ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà ông hà khẩn cầu ra tay cứu cao đáp lại ông là vẻ mặt cương khuyết của ông hà không là không thực ra ông hà có một nỗi khổ giấu kín trong lòng chứ chẳng phải lòng già ông sắt đá trong tâm ông khi ấy cũng giằng co dữ dội một ngày một đêm trôi qua ông nội tôi vẫn quỳ ở đó nhất quyết không đứng dậy cho đến khi ông hà nhận lời cuối cùng ông hà cũng mềm lòng đành phải gật đầu đồng ý ông cùng ông nội tôi đi tới nhà của cao tới nơi ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u lạnh lẽo đến sợ người còn ông hà thì thấy rất nhiều âm binh mặt mày hung tợn còn đang bao vây trong đó chưa chịu buông tha cho cao Ông Hà đứng yên lặng một lát quan sát, nét mặt toát lên sự sợ hãi, rồi ông bước vào nhà, nhìn thấy Cao nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không ra tay sớm, không chỉ Cao sẽ chết mà còn kéo theo bao nhiêu hậu họa về sau. Vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát, chẳng ai điều khiển được chúng nữa để càng lâu chúng càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về biến thành một âm sào quỷ huyệt tác quai tác quái gây hại cho dân khổ rỗi, ông hà đã già lại đã giải nghệ không còn ở thời kỳ phong độ như xưa không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó không còn cách nào khác ông hà phải lặn lội mời tới sư huynh của mình thuở xưa cùng học pháp thuật chung một thầy, tên là Kỳ. Nể tình đồng môn huynh đệ, cũng vì muốn cứu một mạng người, ngăn chặn hậu họa mai sâu, ông Kỳ nhận lời. Khi hai người vừa tới trước cửa nhà cao, ông Kỳ bỗng dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà đó. Hồi lâu, ông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang ông Hà dường như đã hiểu được ông Kỳ nói gì. Nên ông Hà chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu, thở dài một hơi. Ông Kỳ nói, đó là nghiệp của hắn, đã gây ra ác phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu, nếu muốn cứu hắn, nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng trở thành tàn phế. Dù biết điều đó, nhưng ông Hà vẫn muốn cứu ông Cao dù sao thì ông cũng là người đưa ông cao vào nghề ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này nhưng ông kỳ thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì việc này ông quyết định rút lui nghĩ tới nghĩa tình đồng môn ông kỳ rút trong túi ra đưa cho ông hàm một quyển sách đã ngã màu cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa đó chính là quyển bí kíp trận pháp trừ tà do sư phụ hai ông để lại theo quy củ môn phái cuốn bí kíp này chỉ truyền lại cho đại đệ tử thế nên chỉ ông kỳ mới có nhưng tình thế đã trở nên cấp bách không lẽ trơ mắt nhìn sư đệ mình đi vào chỗ chết mà không trợ giúp chút nào ông kỳ đành phá lệ giao bí kíp cho sư đệ của mình dặn sư đệ bảo trọng rồi quay lưng bước đi ông hà thở dài tay lật từng trang sách Mắt chăm chú không rời. Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kỹ các loại trận pháp trong cuốn bí kíp, ông Hà quyết định sử dụng trận đồ bát quái để phong ấn nhốt đám âm binh ấy lại. Đây là một trận pháp rất mạnh, tuy nhiên, nó đòi hỏi pháp sư phải tổn hao rất nhiều pháp lực để triển khai. Mà ông Hà thì giờ đã già, lại giải nghệ một thời gian, pháp lực sút giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết liều cái mạng già của mình, thế nào cũng phải nhốt đám âm minh đó lại, cứu đệ tử của mình thoát khỏi nguy kịch. Ông Hà gọi ông tôi đến, phụ ông chuẩn bị cho trận đồ trấn yểm. Ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu nửa mét. Lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người chiếu theo tám vị trí của bác quái, đóng sâu xuống tám gốc, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng nửa mét. Ông Hà làm phép gì đó, yểm vào tám cái cọc, ông tôi xem không hiểu. Tiếp đến, ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất, nối tám cái cọc đó với nhau, thành hình bác quái. Rồi lại tìm hai con mèo, một con đen, một con trắng, đặt vào hai điểm tương ứng như hai mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã hình thành, chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để kích hoạt. Ông Hà đợi đúng đến rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm, chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn, dặn ông nội tôi nửa đêm sẽ hành động. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, ông Hà và ông nội tôi đem lễ vật vào giữa trận đồ bát quái cùng với một bát hoàng thật to ông hà đốt đúng một nén hương cắm vào đó ông hà giải thích để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trận này cần bày một lễ cúng chúng lâu ngày đang đói cồn cào ta đem đồ ăn thức uống bày ra mời chúng thế nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận khi ấy ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại, giết chúng thì làm không nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận, đó gọi là phong ấn. Tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí, mà khi luyện thành phù thủy, ông Hà đã thành người nửa âm nửa dương. Dương khí của ông chỉ còn lại một nửa so với người bình thường. Thế nên sau trận này, ông Hà sẽ tổn hết dương khí không thể sống tiếp. Giờ tí, đúng nửa đêm, ông Hà rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết trên giấy những ký tự ngoằn ngoèo đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích, thì ông tôi cũng biết ngay đó là vẽ bùa. Còn cụ thể là bùa gì, thì trời biết, đất biết, ông Hà biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới biết. Xong xuôi, ông Hà ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng râm râm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kỳ quái mà ông nội tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Lập tức, cảnh vật biến đổi khác thường, những đám mây đen ồn ồn kéo đến, che kín ánh trăng vằn vặt của đêm rằm tháng bảy. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang tâm tối mù mịt. Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái. Các bụi bị thổi tung mù mịt, những ngọn cây nghiêng ngã như muốn văng ra khỏi mặt đất. Ông Hà thì thầm vào tai tôi, nói là đám âm binh đang kéo đến đánh chén. Hai người tiếp tục nằm án binh bất động, đợi một lúc cho chúng đến đông đủ. Bất chợt, ông Hà vùng đứng dậy, phục đến chỗ trận pháp, lẹ làng như một cơn gió ông rút ra một lá bùa màu vàng tay bắt quyết miệng đọc chú rồi nhanh tay dán vào một trong tám cây cọc kích hoạt trận đồ bát quái đám âm binh thấy động lập tức ồn ào xông đến tấn công ông hà nhưng vừa đến đường kẻ ranh giới của trần pháp một mãnh lực khủng khiếp đánh văn chúng trở lại đau đớn chúng gào lên điên dại mắt trợn lên hướng về phía ông hà gầm gừ rất nhanh, chúng nhận ra mình đã bị phai chặt ở đây. Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận. Lớp này đến lớp khác, điên cuồng đem đến sức lực, cố xông ra khỏi kiết giới hình bát giác. Nhưng vô ích, mỗi lần chạm vào kiết giới, chúng giật nảy lên như bị điện giật, đánh bật trở lại. Tất nhiên, cảnh tượng này chỉ có ông Hà là thấy. Ông tôi chỉ là sau này được ông Hà kể lại. Ở bên ngoài, ông Hà bộ pháp nhanh thoăn thoát, vừa di chuyển quanh tám chiếc cọc, vừa đọc chú, yểm bùa vào từng cái cọc. Xong rồi đốt bùa, ngọn lửa bùng lên, lập lè như ánh ma trời giữa núi rừng mông quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, ông Hà khủy xuống, đổ sụp, đổ sụp trên nền đất. Ông nội tôi vội lao đến, đỡ ông dậy chị thấy gương mặt ông hà tái nhợt ánh mắt thất thần người không còn chút sức lực nào cả dương khí trong ông đã tiêu hao hết ông tôi cổng ông hà về nghỉ ngơi rồi theo lời dặn của ông hà ông tôi quay lại chỗ trận đồ bát quái đóng tất cả tám cọc ghim sâu súng rồi lấy đất lắp bằng cái hố bát giác đó lại thu gom mọi thứ kiểm tra kỹ càng xong mới ra về theo như lời ông hà kể nếu ai đó vô tình đi ngang qua tấy máy rút một cái cọc lên lập tức trận pháp sẽ sụp đổ đám âm binh hung tợn ấy sẽ ào xông ra bao nhiêu căm hận vì bị giam nhốt thời gian dài sẽ phát tiết chúng sẽ điên cuồng tấn công ám hại dân quanh vùng hậu quả khôn lường về đến nhà ông Hà lại đưa cho ông tôi một lá bùa, dặn đem đốt, rồi lấy tro hòa vào chén rượu, đem cho Cao uống. Quả nhiên, Cao uống xong, chỉ khoảng một tiếng thì tỉnh lại, có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe không còn được một nửa như trước. Cao cũng hiểu được, đó chính là quả báo, mình làm mình chịu, còn sống cũng là may mắn lắm rồi, nghe ông tôi kể lại mọi chuyện. Đôi mắt ông Cao rưng rưng lệ. Lập tức cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ. Cảm tạ ơn thầy đã liều mạng cứu mình. Thấy Cao tới, ông Hà chậm rãi ngồi dậy. Khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn. Rồi ông thông thả khuyên ông Cao vài câu. Đại khái là sau này phải cải ác tùng thiện. Xuyên năng tạo phước thật nhiều mới có thể hóa giải phần nào những nghiệp chướng lúc trước đã tạo. Có thế mới mong sống yên ổn được. Sâu trong lòng, Cao đã thật sự hối hận. Cao hứa sẽ làm đúng như lời ông Hà căn dặn. Và đó là những lời nói thật lòng. Nhìn gương mặt thầy hốc hác và đi đến chục tuổi, chỉ trong một đoạn ngắn thời gian. Bằng con mắt của một thầy phù thủy, Cao thấy âm khí đã bao phủ kính trên thân hình gầy cuộc ấy ông hà chẳng còn sống được bao lâu những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trên má người đệ tử ông hà tiếp lời thôi con đừng buồn nữa con nhớ lời ta làm như vậy ta cũng sẽ an lòng ba tháng sau ông hà mất ông cao ông nội tôi cùng bà con khắp bạn làng có mặt đầy đủ đưa tiễn ông hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn đám ma bi ai, nặng triệu tâm can, những người có mặt. Những ngày sau đó, hàng đêm trong giấc mơ của Cao, luôn văng vẳng những tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh. Vì có một mối liên thông giữa chúng với Cao, nên dù không thoát khỏi trận pháp, chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của Cao, đòi Cao thả chúng, không thì cũng dày vò tâm can cao bằng đủ mọi cách ma mị mà chúng có thể làm đêm nào cũng vậy khiến cao cực kỳ bất an cuối cùng cao cùng ông tôi từ biệt mảnh đất lai châu ấy lên đường trở về nhà cao cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương ấy bằng cách nỗ lực làm thật nhiều việc thiện ai nhờ gì thì hăng hái ngay mà không nhờ cao cũng giúp chẳng bao giờ cần một sự báo đáp nào cả. Thế nên hàng xóm ai cũng thương, cũng quý. Mà mấy ai biết được hết ẩn tình đằng sau. Cho tận đến những ngày cuối đời, bệnh tật hành hạ ông cao liệt giường chiếu. Người đời cho rằng trời bất công. Còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Ông biết luật nhân quả một ly cũng không có sai. Chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi. Kể tới đây, đôi mắt ông đồ tôi đỏ ngầu, rưng rưng lệ. Ông quay sang nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói. Cháu à, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác. Thay vì thế, hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể. Đã nhiều năm trôi qua, những câu nói của ông vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi luôn dẫn bước so lối cho tôi trên những đẻo đường đời. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông thành đạt Media, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Sống lại Cư sĩ tình hằng từ nhỏ, nếp sống gia đình nghèo khó, nếm đủ bức bách, gian nan. Đến khi trưởng thành, có được sinh hoạt như ý, thì ông lại nhân đó mà tạo nhiều ác nghiệp khiến cuộc sống tái phát đủ điều bất hạnh mãi đến khi ông tiếp xúc được với phật pháp biết nghe kinh tu tập nghiêm trì dưới luật đoàn ác tu thiện thì ông mới có được hạnh phúc tái tạo cuộc đời mới sống lại lần nữa chúng ta hãy nghe ông thổ lộ những lời chân thành tận đáy lòng tôi sinh ra tại một tiểu trấn hẻo lánh thuộc tỉnh tô gian phố dương châu lúc còn nhỏ cuộc sống nhà tôi tương đối khó khăn từ lúc có ký ức tôi nhớ phụ thân mình là cán bộ công xã ông là người hào sản nhanh mồm lẹ miệng thẳng thắn có rất nhiều bạn nhậu nên trong nhà thường có khách lui tới phụ thân tôi là một cán bộ trụ chẹt bê tha khi tôi lên trung học thì do những mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan ông bị khai trừ cách chức Việc này đã làm ảnh hưởng và thay đổi số mệnh của cả nhà chúng tôi. Do quan lộ bất như ý, nên phụ thân của tôi suốt ngày thở vắng than dài, giống như biến thành một con người khác vậy. Mẹ tôi cũng thành là chỗ cho ông trút giận. Để lấy lại thể diện đã mất, phụ thân của tôi chẳng thèm nghe lời mẹ tôi năn nỉ quyên lơn. Ông đi mượn dai thân thuộc, mở một lò than. Không bao lâu lò hầm than làm ăn thất bại phải đóng cửa. Phụ thân của tôi không những chẳng thu về được một xu nào, còn khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh bần cùng cực điểm. Vì cả nhà phải gánh lấy món nợ kết xù tới một dạng năm ngàn đồng. Vào năm 1981, cái thời đó, thì đây là một con số kinh khủng, nhà tôi căn bản là vô phương trả. Mẹ tôi càng tiêu tụy buồn rầu khi chứng kiến chồng làm ăn thất bại đối diện với cái nghèo rớt mồng tơi của gia đình không mong gì có thể ngóc đầu lên trong cơn tuyệt vọng đã mấy lần mẹ tôi muốn quyên sinh để kết thúc cuộc đời đau khổ nhưng ngoảnh lại nhìn đám con còn quá nhỏ bà đành nuốt lại ráng sống không nỡ bỏ mặt chúng tôi khi đó bốn mẹ con tôi ôm nhau mặt khóc vì không biết đường nào để đi ngõ nào để sống nữa mỗi khi sắp đến tết nhà nhà đều hớn hở chuẩn bị năm mới chỉ riêng cô nhà chúng tôi là điều hiu lại còn phải đóng chặt cửa nữa trong khi ở bên ngoài chủ nợ hung hăng hét đòi cả nhà thì bị lăn nhục đủ lời đủ kiểu cần thấm thía thế thái nhân tình bạc bẽo quá cha tôi cũng nhân đây mà biến thành một con người trầm mặc ít nói buồn phiền không nguôi luôn sau đó mẫu thân của tôi dẫn tôi và anh hai đi đến tận nhà cầu xin thông cảm. Bà vừa đi vừa khóc và nói, Tiền thiếu các nghiệp chúng tôi nhất định sẽ trả. Tôi xin dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Trong cái cơn gió lạnh, mẹ tôi rơi lệ đầy mặt. Còn tôi và anh tôi thống khổ đến nghẹt thở. Lúc đó tôi mới có 17 tuổi. Toàn bộ sinh hoạt gia đình đều trút hết vào đôi vai gầy yếu của mẹ tôi sau đó quốc gia cải cách mở mang chính sách tôi cũng tham gia công tác cả nhà chúng tôi đồng tâm hiệp lực dốc hết sức làm lụng cuối cùng cũng trả hết nợ và còn để dành được một chút ít từ đó cuộc sống bắt đầu đi lên và tôi vào làm cán bộ ở cơ quan vậy là nề nếp sinh hoạt phóng túng lại bắt đầu nữa do tôi nghĩ hồi nhỏ mình nghèo quá bây giờ cuộc sống tốt lên rồi thì cũng hưởng thụ một chút cho nó đã chứ. Vậy là tôi lao mình vào cuộc ăn chơi đàn điếm, ngày ngày nhậu nhẹt bí tỉ đến sai mềm. Diễn đủ thói hư tật xấu hết trơn á. Hút thuốc nè, uống rượu nè, bài bạc, sát sinh, tà dâm nữa. Tôi còn ăn tươi nuốt sống động vật. Không ác nào mà tôi không làm, tôi phạm rất là nhiều điều tệ ác. Vậy là con đường quan lộ bắt đầu không hanh thông rồi không những tôi bị cơ quan giáng chức mà trong gia đình luôn xào xáo vợ chồng cây cãi um sùm con cái thì học tập xa suốt cực độ sau khi bị mất chức tôi dời nhà đến vô dương mở một tiểu điếm duy trì kế sống mặt trời cứ mọc rồi lặn cứ vậy ngày qua ngày cuộc sống của tôi vẫn như xưa không có gì khởi sắc Tôi bắt đầu thở dắn than dài. Khi nhận ra được tình cảnh mình, giống hệt như phụ thân của tôi hồi xưa. Hôm nọ, ở dưới lầu chúng tôi tình cờ gặp một cư sĩ. Nay là sư huynh của tôi. Ông kể cho tôi nghe các chuyện về Phật giáo và tặng tôi một cuốn sách Biển Giác Thuyền Từ, tức là Giác Hải Từ Hàng, và một cuốn kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Vừa vào nhà là tôi nôn nóng mở ra xem liền. Hai cuốn sách này thu hết chú tâm của tôi giống như năm trăm hút sắt vậy đó. Tôi xem một lèo là hết ngay. Lúc này trời cũng đã sáng. Từ đó, tôi đối với các điểm tích Phật giáo rất ưa thích. Xem không rời tay, tôi còn nỗ lực tinh tấn hành theo nữa. Tôi thầm phát nguyện. Phật Pháp có khó nghe, thì con cũng đã nghe được. Đời này con nhất định nguyện tu sửa, cho liễu sinh thoát tử mới thôi kể từ đó tôi theo sư huynh bước vào con đường học phật nhìn thấy tôi thay đổi tốt lên từng ngày vợ và con của tôi cũng rất là ngưỡng mộ hớn hở gia nhập hàng ngũ tu tập theo cả nhà chúng tôi may mắn biến thành một gia đình phật quá tôi và vợ đồng phát nguyện từ nay thể dứt ăn mặn nguyện ăn chay vĩnh viễn tôi còn quyết định bỏ hút thuốc luôn nữa Kỳ lạ là hồi trước tôi cũng từng cai, từng bỏ thuốc nhiều lần rồi, nhưng mà càng bỏ lại càng thèm. Nhưng mà lần này lạ nghe tôi có thể từ bỏ với tâm hết sức thanh tịnh, nhẹ nhàng thư thái, triệt để dứt khoát luôn. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa xúc động. Quả là chư Phật Bồ Tát từ bi không bỏ một chúng sinh nào hết. Hiện nay hàng ngày tôi kiên trì tụng kinh, bái Phật, niệm Phật, chép kinh nữa. Mỗi ngày vào mùng một với ngày trầm, thì tôi hướng dẫn gia đình đi phóng sinh nè làm nhiều việc thiện, đồng thời còn đối chiếu theo kinh Phật dạy, lo kiểm điểm từng hành vi tạo tác của mình nữa. Tu thừa biết mình tật tánh nặng nề, nên đã bao lần ở trước mặt Phật rơi nước mắt, thành tâm sám hối, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi sửa đổi thành công, giúp cho tôi luôn nhận ra lỗi sai để kịp thời dứt khoát từ bỏ không tái phạm nữa. Kể từ sau khi học Phật, suốt mấy năm trì giới hành thiện, số mệnh tôi đã chuyển tốt có rất nhiều khách nghe danh ngưỡng mộ tìm đến bàn việc làm ăn tới giờ vẫn còn hợp tác nữa hiện nay tôi còn mở thêm một chi nhánh công việc rất là phất kể từ lúc ăn chay rồi huyết áp của tôi không có cao chứng mất ngủ cũng hết luôn cái chứng liệt nhẹ dần dần cũng khỏi nữa sức khỏe cả nhà tốt lên rất là nhiều kể cả cha mẹ của tôi ở diễn phương dương châu thân thể cũng rất là khang kiện từ lúc học Phật cho đến bây giờ, người xung quanh rất quý mến tôi, quý trọng tôi ngày ngày càng nhiều đó. <laughs> Mỗi ngày qua, tâm tư của tôi rất là thư thái, trọn ngày làm việc mà không thấy mệt, sinh hoạt thì luôn điều chỉnh tốt, ngủ dậy sớm. Hàng ngày, hạnh phúc nhất là được ở trước mặt Phật đường, tụng kinh bái Phật, Pháp hỷ sung mãn, Phật Pháp thật là càng hiểu càng thú vị. Con trai của tôi cũng thay đổi rất là mạnh. Ngày xưa tính nó rất là hướng nội, tự kỷ lắm. Nhưng bây giờ nó siêng năng tụng kinh. Kinh địa tạng, nó không từ bỏ một ngày nào hết. Tính tình của nó vui vẻ, cởi mở dị tha. Công việc của chúng tôi thì tùy theo ước muốn mà tự thành. Vợ <laughs> tôi cũng tình tinh tấn tu hành. Cả nhà chúng tôi đều được Phật Pháp tẩy gọi, sống rất là hòa thuận vui vẻ. Đồng hưởng hạnh phúc, tự tại sướng lắm. <laughs> Ta nói Phật Pháp kỳ thực, uh, nó kỳ diệu lắm. Là Pháp bảo sáng tạo hạnh phúc thần kỳ ở dân gian hay sao đó. Tôi xin lấy kinh nghiệm của bản thân mình làm chứng, để chia sẻ và mách cùng quý vị nè. Các vị hãy tránh ác, hành thiện, thường kiểm điểm lỗi sai, để thiện quá thân tâm, cẩn trọng răng dè, giữ gìn thân, khẩu ý trong từng hành vi. Hãy phát nguyện, nghiêm trì với giới luật, không nên tùy tiện phóng vật mà xa vào lưới tà, nghiệt ác đó. Tôi mong rằng à, câu chuyện có thật của mình sẽ khích lệ, giúp ích cho mọi người ha. Mong các vị trong những ngày tháng còn sống này ai cũng phát tâm tinh tấn học Phật, tu hành, tự độ mình, độ người. Tôi mong mọi người đều thoát khỏi phiền não đau khổ, vượt qua biển lớn sinh tử, đến bờ giác thanh tịnh, tịnh hằng. Phật giáo ban cho ta nền giáo dục ưu mỹ giúp nhân loại chuyển hóa số bệnh bản thân cực kỳ hữu hiệu. Nếu như người người đều biết có thể y pháp phụng hành thì ai cũng có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh. Nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi, mỗi khi lái xe tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán, đối với tôi mà nói chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nguyễn dự, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiền căn nhiều kiếp. Có lần, tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam, và ở chơi tại đây ba ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường, đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó, khí trời không tốt, mưa xối xả, tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó, chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắt nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hãy lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, thấy rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống. Còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hơn, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát quan âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi, vì trong chú đại bi từng giảng, bồ tát Quang thế âm phát đại nguyện cứu chúng sinh khi đó ngài từ sơ địa thăng lên thập địa ngàn mắt ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi đại từ của bồ tát quan âm nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn thì ngài đến đó trợ giúp trong kinh nói nếu ai chí thành tụng chú đại bi thì sẽ luôn được bồ tát quan âm gia hộ điều này là ngàn chân buông thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung. Tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn Hiền lương phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua, đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo. <laughs> Chắc trò bị điên rồi, thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố. Nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắc khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này, hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh dân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiến tâm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán. Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy. Có tôi không cũng rác mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi. Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng con đã phấn đấu không ngừng mà tôi vỗ về an ủi nó con gái cưng à cổ nhân thường nói có chí thì nên con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập Ờ, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời buộc đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày, cứ hai giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này, tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó bởi Kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nếu con tôi thi được 597 điểm Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay, bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói, Lần này thi đậu hay không, cô chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba. Bảy ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận, có thể dùng câu đạm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hợp giống như ra pháp trường để mà hình dung nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao môn ngữ văn dư hơn mười lăm điểm tôi bảo cầu mau lấy bản tính ra cộng hết lại thử coi sau một hồi cộng tính đúng y chang năm trăm chín mươi bảy điểm không thừa không thiếu tôi vội nhắc nè con có nhớ tuần trước, bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát quan Âm đã báo mộng, nó con thi đậu được 597 điểm mà. Lúc này, hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được. Bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a à, ấp úng Bà, bà Bà ơi Tôi bảo Con Con mau đến Lễ tạ Bồ Tát quan Thế Âm đi Cả nhà chúng tôi Vội vàng đi thắp hương lễ bái Tôi lễ ngày trăm lại Bày tỏ lòng tri ân vô cùng Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ Khóa tối Thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi Sau đó tụng năm biến chú Đại Bi Rồi niệm A-di-đà Phật Tiếp theo là điểm quan thế âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng nếu không nhờ phúc đức bình gia hộ cho thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát quan thế âm cứ thì mạng tôi sớm đã đi đời trôi lăn trong ác đạo thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, thùy từ đồ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, Hãy chí thành, khẩn cầu Ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh gài để dẹp trừ tạp niệm vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng năm biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ trăm ngàn vạn ức kiếp sinh tử tội nặng, lúc lâm chung, tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, Ngài tuyệt chẳng thành Phật, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng năm biến chú đại bi lúc lâm chung mà đọa vào ba nẻo ác ngài vĩnh viễn chẳng thành phật bồ tát quan thế âm thực ra sớm đã thành phật hiệu là chính pháp binh như lai lời ngài hoàn toàn chân thực tà hạnh hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai bệnh lậu sida vân vân còn Phật pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời đầy mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng hai tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lễ con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có hai tuổi như bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa, là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có hai tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa, là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng vì vậy cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn cầu sống không được cầu chết cũng không xong khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân bé gái này tuy chỉ hai tuổi nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc gây nên thảm cảnh người mất nhà tan hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn độ căm thù. Thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái. Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh địa tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràng rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống đó dù nó chưa nói rành mọi người đều ngạc nhiên cha mẹ bé bật khóc tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo con nhất định phải sám hối trước phật cùng mẹ hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò hai vị phải tụng kinh ăn chay phóng sinh thật nhiều cho bé tích góp từng chút thiện sự đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé cầu họ tha thứ buông xả quán thù cho sau khi về nhà cả ba người quỳ trước phật thành tâm sám hối cha bè làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tin tấn ăn chay, trì giới, tùng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh, nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện, thì cũng xúm nhau học Phật tập tu nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, cho nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yếu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, suốt sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý Tây Du Ký và Phong Thần Dạ thưa sư phụ, nghe ngài phân tích nhận định truyện Bạch Xà, con cảm thấy rất có lý. Hiện tại, con còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ. Ừm, uhm, Tây Du Ký là một bộ truyện trứ danh rất được quần chúng ưa thích và đã dựng thành phim được bao nhiêu người là quan ngân nhưng hồi nhỏ lúc mà con coi phim á con cảm thấy đường tăng quá khiếp nhược yếu đuối mà tại sao bồ tát quan âm lại bảo tôn Ngộ không bái ông làm thầy hơn nữa còn truyền chú cẩn cô cho đường tăng để trị kẻ chuyên phạt ác dương thiện như là tôn đệ thánh đường tăng không tài giỏi hơn sao có thể giáo hóa đồ đệ chứ câu chuyện này theo quan điểm phật giáo phải giải thích như thế nào đây sư phụ hòa thượng diệu pháp đáp tôi cho rằng nếu hiểu phật pháp thì nên giải thích tây du ký như thế này như trong sách đã nêu bản thân đường tăng theo pháp tiểu thừa cho nên bồ tát quán thế âm mới hóa hiện thành một lão hòa thượng chỉ điểm mách cho đường tăng nên đi Tây Phương bái kiến Phật tổ. Xin thịnh kinh Đại Thừa. Đường đi Tây Thiên thịnh kinh, thực tế là con đường mà Ngài Quyền Trang tu hành, tự độ và độ người. Nhưng đường tu không bao giờ bằng phẳng, luôn có đầy gian nan hiểm trở. Ba đồ đệ đi theo đường tăng là đại diện cho ba loại ác tập tham, sân, si của mỗi chúng sinh. Trư bát giới đại diện cho người tham dục trầm trọng. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Vì vậy, mới bắt ông giữ tám giới. Hàm ý rằng, chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục. Chỉ có giữ giới mới hoạch đắc trí huệ cho nên gọi là ngộ năng tu ngộ không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn phận có tài nhưng khí sân rất lớn ban tên ngộ không chính là báo cho những dạng người này phải hiểu rõ đạo lý tất cả vô thường vạn pháp giai không. Còn xa ngộ tịnh là chỉ những người thực thà phúc hậu nhưng ngu si, vì không hiểu rõ Phật pháp nên tạo nhiều tội nghiệp như ăn thịt sát sinh. Ông từng ở sông Lưu Sa chuyên ăn thịt người mà sống. đặt tên ngộ tịnh là muốn ông tu tịnh hạnh, tức hạnh thanh tịnh. Nếu muốn thoát đi tam giới, thì cần phải từ bi, bất sát. Đường Tăng, thân là sư phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc, danh lợi, quyến dụ. Tuy không giỏi tài phép như các đệ tử, nhưng những phút giây ở sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và tuyên bố thà tiến lên một bước hướng tây phương mà chết chứ quyết chẳng lui về để được sống gặp lúc gộ không phá giới xác chẳng chân lời thầy nên ông buộc phải niệm chú cận cô điều này hàm ý rằng dùng giới luật để câu thúc khiến y cải tà quy chánh đường tăng không thể đàn dân giá võ không thể biến quá chỉ biết nhất tâm niệm phật hàm ý rằng mục đích tu hành không phải để cầu thần thông con xem ngộ không dù thần thông quảng đại gặp lúc yêu quái có tài phép quá giỏi chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao nhưng cuối cùng thì ta không thể thắng chánh gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm, đường tăng, nhất tâm niệm Phật. Bồ Tát, quan thế âm, chắc chắn sẽ yểm trợ cho vùng hung, hóa cát, giúp đường tăng, biến nguy thành an. Giả lại, một số yêu quái, ngộ không đối phó không nổi, đa số đều là thị giả các thánh nhân hoặc là các xuất vật thuộc hạ của họ tác quái. Đây phải dạy thế này chư Bồ Tát, tiên nhân, vì muốn giúp đỡ đường tăng, sớm chứng thánh quả, nên cố tình chế ra chướng ngại. Tất cả đều là thử thách, khảo nghiệm, xem ông ứng phó làm sao. Đường tăng, ngay nơi cửa ải sinh tử, cũng chưa bao giờ cách Bồ Tát quan thế âm đã suối ông đi lấy kinh. Tôn hành giả, có thể cởi mây đi mười dạng tám ngàn dặm thế mà chẳng ra khỏi bàn tay phật tổ như lai nếu như phật muốn đem kinh đại thừa giao cho đường tăng thì điều này quá dễ dàng chẳng phải ngài chỉ cần nhắc tay một cái là xong ngay hay sao hoặc giả cứ cho tôn ngộ không đi lấy kinh thì cũng giảm bớt rắc rối vậy thế nên Bộ Tây Du Ký này cảnh báo cho chúng ta biết là tu hành rất gian nan. Trong một đoàn thể học Phật, luôn có đủ hạng người như thế cầu đạo. Đoàn thể Phật giáo chính là một lò trui luyện vĩ đại. Kim thu tinh xúc, tiếp thu thâu tóm tất cả. Phật Pháp là chí cương. Không gì có thể phá vỡ phật pháp cũng chí nhu không gì có thể chia cắt chỉ cần mọi người luôn bảo trì chánh niệm tu hành thì có thể cùng dựng đại nghiệp cho nên trải qua muôn ngàn gian nan nguy hiểm rồi cuối cùng bốn thầy trò cũng gặp phật tổ nhưng đến lúc vào tàn kinh cát lấy sách lại gặp chướng ngại đây ngụ ý nói rằng, chỉ cần chưa thành Phật, thì vẫn còn vô minh. Cũng giải thích rằng, chịu buông xả thì mới có thể được. Trên đường về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nước. Cuối cùng chỉ còn lại sáu chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong Kinh Kim Cang, Phật cũng từng nói qua điều nói như lai có thuyết pháp tức là bán phật đồng thời cũng ám chỉ vào thời kỳ mạt pháp sau này tất cả văn tự kinh thư từng có sẽ dần tiêu mất đầu tiên là kinh lăng nghiêm đến cuối cùng chỉ còn sáu chữ nam mô a di đà phật mà thôi thực ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng sửa công thành thẳng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ thực tế thì, Tây Du Ký và Phong Thần là hai tác phẩm được thành hình bắt nguồn từ sự tương tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công kích nhau mà có. Gần đây, Ngài Hư Vân ngôi sao bắt đầu thiền tông đã từng giải thích về lai lịch hai bộ truyện này như sau năm đó ở bắc kinh hòa thượng bạch vân giảng đạo đức kinh nơi bạch vân tự rất nhiều đạo sĩ chạy đến nghe rồi xin gia nhập phật môn đổi làm hòa thượng khiến cho các đạo sĩ tại trường xung quán bất bình nên thưa kiện lên quan triều đình muốn quá giải mâu thuẫn giữa hai bên nên ra lệnh cho trường Xuân Quán của đạo sĩ đổi thành chùa Trường Xuân, còn chùa Bạch Vân của các sư phải đổi thành Bạch Vân Quán. Các đạo sĩ không phục, bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, mục đích là để mạ lì Phật giáo. Vì vậy, người xem Tây Du phải có trí tuệ và mắt sáng. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thì sẽ nhìn ra chân tướng ngay. Điều lợi hại nhất là, trong tiểu thuyết miêu tả đường tăng thỉnh kinh sông, khi về đến thông thiên hà, thì toàn bộ kinh Phật đều rơi xuống sông, bị mất chữ hết, cuối cùng chỉ còn lưu lại sáu từ Nam-mô-a-di-đà-phật. Đây chính là bọn họ muốn nói, toàn bộ công trình phiên dịch kinh Phật của Ngài Huyền Trang là giả hết. Đáng tiếc là thế nhân sau này lại gộ dựng và cuồng nhiệt làm tin vào Tây Du Ký khiến cho chuyện Tây Du Ký thực sự của Ngài Huyền Trang bị chôn vùi, bị xuyên tạc, mai một. Để đối phó với tiểu thuyết Tây Du Ký, bên Hòa Thượng cũng đáp lễ lại, họ viết ra phong thần bản để mạ đạo sĩ. Nhìn theo quan điểm này thì sẽ nhận ra trong chuyện chỗ chỗ đều là mạ đạo sĩ. Chẳng hạn như nói đạo sĩ tu tiên, tất nhiên có công phu, nhưng thấy điều lần lượt bị đau tru tiên hành hình. Người xem hai bộ tiểu thuyết này, nếu không hiểu rõ bối cảnh lịch sử Phật giáo và đạo giáo tương tranh ngày ấy, thì sẽ ngộ giận, làm cho giả là thiệt. Vì vậy, đọc sách cần phải sáng trí, khéo nhìn rõ đúng sai, giỏi phân biệt tà chính. Chú thích Xin hãy đọc lời giảng giải, khai thị của Ngài Hư Vân. Còn trong đây chỉ là lời giải thích của Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài còn đề nghị chúng ta nên đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm để có đủ trí tuệ và con mắt sáng giỏi phân biệt chánh tà phải quấy. Chúng ta nên đọc nhiều tác phẩm do chính chư Đại Đức cao tăng sáng tác mới có thể khai mở trí tuệ cho mình. Nguyên nhân bất hạnh Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi trông rất tiều tụy. Cô quỳ trước hòa thượng diệu pháp khóc sướt mướt, không ngừng kể lễ về những bất hạnh của mình. Quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hát cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ dùm cho con con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy, con đau khổ muốn tự giận, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm, lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác. Kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa. Khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm địa. Xin sư phụ giải cho con hiểu. Số con vì sao quá bất hạnh? Có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi. Ngài trầm ngâm một hồi, rồi hỏi. Hôm nay, vì sao con không trang điểm? Nghe vậy, Cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ ấy nấy thưa. Dạ, bà hát dặn con, tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói. Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng, đời này sợ dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế. Đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm, bởi con luôn trao thia nhan sắc cho xinh đẹp. Y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặt khiêu gợi hở hang, cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ nhìn ngắm mình. Sức ưa quyến rũ nhãn qua người khác phái. Ta nói có đúng không? Cô gật đầu, sư phụ nói tiếp. Dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà bản chất phái nữ vốn yếu đuối. Vì vậy, con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: Trâu dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: Có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu. Làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trau tri làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái, tức là sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang, kích khởi dâm tâm, ái niệm, nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân, nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước, ai thiếu ai ai nợ ai. Nhất định đời này sẽ tìm đến, tức là gặp nhau, đòi nợ. Con không thấy, có những chàng trai anh Tuấn cưới vợ dung nhan rất kém. Hoặc có những bị nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên, tất cả nam nữ thiện lương trên đời, tuyệt không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh. Bởi vì, trau chuốt hở hang sẽ gợi dâm khoe của là mời cướp nếu con muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính trong sạch và thường niệm quan thế âm bồ tát được vậy thì dù định mệnh an bài sẵn phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ dạ con hiểu rõ ạ được rồi cứ y theo đó mà làm chưa đầy một năm sẽ gặp lan quân như ý còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa bởi vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này nhưng kể từ nay về sau con phải giữ gìn ngũ giới Hành thập thiện Xem kinh sách cho nhiều Rồi từ từ sẽ minh bạch Cô nọ vui vẻ Vâng lời hòa thường dạy Vợ chồng họ sử Đây là kinh nghiệm lợi ích Mà sử cư sĩ trải qua Sau khi học Phật Hy vọng mọi người nhờ đây Mà tăng thêm tính tâm học Phật Ông đã kể cho chúng tôi nghe rằng đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó, ông đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ của ông thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên, vợ chồng ông đã quyết định một điều không nên là vợ ông đi bệnh viện đạo thai. Nào ngờ, hành vi khinh suốt này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ vợ của ông bị chứng bệnh hiểm dày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng giờ đây mà thức tỉnh, cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô đau không chịu nổi. Bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm mũ các tuyến quanh hậu môn. Bảo cô ta phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ sau đó được bác sĩ chuyên môn ở y viện phù sản tỉnh chuẩn đoán là chứng bệnh di vị nội mặt tử cung tìm đọc các tư liệu liên quan họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng bệnh làm viêm thành đường ruột gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột tạo ra táo bón táo bón chỉ ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt có thể bị táo bón nặng ngoài ra bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài đau khi bài tiết thậm chí đi ngoài ra máu bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách gây táo bón trướng bụng đau bụng buồn nôn khó chịu đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn bệnh rất khó chữa. Việc trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ung bú bất tử. Chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận. Mỗi tháng, vợ của ông đều bị hành đau chí tử, cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ. Đầy đọa cô ta suốt 4 ngày đến 5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe công tác và đời sống. Ông cũng bị khổ lây theo, vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau. Thống khổ này, trong chớp mắt cũng với bủa toàn thân ông, khiến cho tim ông khó thở như bị đá đè, cực kỳ nặng nề khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thai vì việc mang thai và cho bú có thể giúp cho bệnh thuyên giảm nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan nỗ lực hơn một năm vẫn không có kết quả họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả tháng ba năm hai nghìn lẻ năm vợ của ông bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ. Cắt bỏ vùng buồn trứng ung mũ. Đối với chứng bệnh viêm mũ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan đến nhiều dây thần kinh huyết quản, nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồn trứng xong, bác sĩ đã đề nghị bằng cách mang thai. Nói rằng, thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7, 8, nếu qua được hai tháng này, thì không lo nữa. Có thể gió yên sống lặng. Tháng tám, họ đã đi Phủ Đà Sơn, lễ tượng Quan Thế Âm, tại Phổ Tế Tự để cầu con. Kể ra thật màu nhiệm, Ngay từ lúc rời khỏi Phủ Đà Sơn về nhà hơn một tháng, thì vợ ông đã có tin vui. Chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến một năm sau, nhờ mang thai, và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong thì tháng kế đó, vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nay nằm im bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này, họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách. Khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng, cũng ngay trong lúc này, vận mai thần kỳ đã mỉm cười, và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường, quay về cố hương, dưới sự hướng dẫn của chư Phật Bồ-Tát. Một đêm thu, năm 2005. Bồ-Tát Quan Thế Âm, thần uy diệu lực một lần nữa, lại ban ân cho họ. Hôm đó, Thiều Hương Lô Phong thiền tự khai quang tượng Bồ-Tát Quang Thế Âm, đúng vào một giờ khuya. Ông vì muốn hoàng nguyện, Ngài đã ban cho đứa con, nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tấu vang, từ Bồ-Tát tỏa hồng quang bùa khắp. Ông đã nghe mọi người xúc động nói, Trời ơi, ánh sáng gì mà sáng quá vậy? À, tôi biết rồi Hào quang của Bồ Tát Hào quang của Bồ Tát đó Lúc này Đám đông ngoài điện nhốn nháo, Xôn xao ngẩng đầu lên nhìn Ông cũng ngẩng đầu lên Thấy giữa không trung Tuy là ban đêm Nhưng có luồng hào quang sáng chói Ánh Phật quang hì rõ To dần Mỗi giây nhấp nháy một lần Tuy sáng rực rỡ Nhưng không hề gây lóa mắt hào quang trên không phát xuất từ hướng tây nam di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ quan thế âm sau này ông hồi tưởng lại phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn hai mươi lần khi đó ông khoa kích động kinh ngạc đến đổi đầu óc hóa thành hư vô trống rỗng hiện trường khi ấy có sáu bảy trăm người cũng đều xúc động ngẩn ngơ ông có thể khẳng định là đêm đó trời cực kỳ trong và quang đãng không một phiến mây đen hay điện chớp hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra bởi vì diện tích và mức độ chói sáng gấp trăm lần ánh điện nhân tạo hơn nữa ánh sáng lại xuất phát từ tiết trên không và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau người thì thấy hoa sen kẻ thấy hồng quang. Thôi thì đủ kiểu. Từ đêm đó, ông đã bắt đầu tin rằng, Phật Bồ Tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường, mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho ông là cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh, đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ, rằng báo ứng không sai bảy may. Ông biết chứng bệnh khủng khiếp hành giờ ông là do nhân quả, nhưng vì mới nhập Phật môn nên ông chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2006, Ông vừa nghe xong thời Pháp tại huyền trang tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó, ông mới vừa nghe Pháp xong, nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều, cứ thầm hỏi. Liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ ăn mặn, để ăn trường trai hay không? Nhưng vừa nghĩ đến đây, thì ông bỗng e dè khi nhớ tới bao thứ mặn ngon lành suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức nào là bò gà tôm cá đủ thứ hấp dẫn vì phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu kia khiến cho ông đâm ra lưỡng lự tự nghĩ mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa chăng đột nhiên di động của ông reo vang dòng vợ của ông cuốn quýt báo tin con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ ghê gì, nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ, tính ra đã mười mấy tiếng rồi. người lớn trong nhà và con bé ai cũng đuối đừ, kiệt sức. ông dần điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt, ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. ngay lúc ông đang lo lắng rối ren, bỗng ông sực nghĩ chẳng phải trong Phật môn có câu Hữu cầu tất ứng hay sao? Thế là ông chắp tay Chí thành khấn nguyện Xin chư Phật Bồ Tát gia trì Cho con gái con bú sữa và ngủ được Con nguyện từ nay trở đi Sẽ ăn trường trai Chưa đầy 10 phút Thì vợ ông đã gọi điện báo tin Anh đừng lo nữa Con đã bú sữa được và ngủ rồi lập tức ông bị kích động đến lệ tuôn trầm đìa bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ phật bồ tát quá từ bi các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu của ông nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy ông mau chóng bỏ mặn ăn chay dứt ác theo thiện bước vào con đường học phật chân chánh từ hôm đó trở đi ông đã biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt tháng 4, năm 2007. Ông theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiểm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình, nên tha thiết hướng về cư sĩ Quả Khanh cầu chỉ giáo. Cư sĩ Quả Khanh hơi định thần một chút, rồi hỏi ông. Có phải bà nhà đã từng phá thai không? Khi ông xác nhận, thì cư sĩ Quả Khanh đã nói rằng, đây chính là nguyên nhân. Cư sĩ Quả Khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tùng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng năm, thông qua cư sĩ Quả Khanh, ông được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh trạng vợ ông, cô khẳng định Chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn chay chân thành sám hối tội lỗi đã tạo và nên tụng phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni kinh đồng thời cô không chút khách khí thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát đạo dâm vọng mà ông đã phạm khiến cho nội tâm của ông bị chấn động kịch liệt lẫn hối hận đan xen xấu hổ vô cùng cô đã cho ông thấy kiến thức phật pháp thần kỳ càng thêm kiên định niềm tin nếu hành đúng theo Phật pháp thì họ có thể chữa lành căn bệnh nan y tháng năm năm 2007 dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép có một chút quy lực của ông vợ ông đã miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay nàng vốn là một tay sành ẩm thực khoái mỹ vị cao lương nhưng giờ đây đối diện với căn bệnh khổ khó khăn, nàng đành phải nhường bộ một bước. Nhưng rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tính bán nghi. Quả tình, đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng, thì việc bắt nàng tùng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tùng kinh niệm Phật. Tháng 7 ông cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ ông, xem như việc tụng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành. Ông hiểu, mình có hai trọng trách. Một, ông phải tu theo Phật Pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ, mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai, việc làm này xem như là thể hiện nỗi điềm ăn năn chuộc lỗi muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi vong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, vãng sinh cõi lành. Một tám tháng tám, ông bắt đầu tụng, Phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử Đà La Ni Kinh và Kinh Kim Cang, mỗi ngày một hai bộ. Đương nhiên, trước và sau khi tụng kinh, ông luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng Việc phá thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng, giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi vỗ về tâm tư oán hận tuyệt vọng của hài di. Có lúc ông đã buồn nghẹn ngào, đến khóc không thành tiếng. Sự việc kỳ diệu phát sinh đến cuối tháng, vào những ngày chu kỳ, vợ ông không còn bị hành đau thống thiết nữa. Lúc đó họ cũng cho là có thể nhờ tác dụng của chăm cứu thuốc men. Ngày 10 tháng 9, vợ ông không chăm cứu hay dùng thuốc chi nữa. Ông tiếp tục tụng kinh chuyên cần. Vợ ông một lần nữa được bình an vô sự. Nhưng họ vẫn còn cho rằng, có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồn trứng năm 2005, kích thích tố nữ hạ, nên thành như vậy. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, đang đi hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận, đứa bé thật sự đã đi rồi, hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến đầu xuân năm 2008, vợ ông lành bệnh được 6 tháng, nên hầu như nàng cũng quên bé đi cảm giác đau từng hành hạ mình. Nhất là khi đối diện với những mâm cổ đại tiệc mừng năm mới, nhìn từng bàn từng bàn ê hề thịt cá, chưng đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với ông một cách ai oán. Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không có nổi đâu. Đến tháng tư này, á, xem như ăn chay đã mãn năm, Lúc đó em sẽ ăn mặn lại. Nàng vừa tuyên bố xong thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh kinh khủng đáng sợ bỗng xuất hiện, dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến cho vợ ông bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Thời may, hôm đó họ đã cùng với cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ những liên quan đến chuyến phóng sinh này đều được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12. Lúc ăn trưa nơi tiềm chay, ông hỏi Quá Hồng cùng ngồi chung bàn. Vợ tôi lại đau nữa, có phải là do đứa bé quay về không? Không phải, là tại vợ anh nói lời lật lọng, bội tính, phản nguyện. Vợ ông ngồi bên xanh mặt, nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé đá động gì tới chuyện ăn mặn lại. Được nhiên thang kế đó, nhờ vợ ông biết kiềm chế được, trước vực thẩm, dừng kịp trước hiểm nguy, nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện, hoành hành. Kể từ đó, vợ ông cũng chưa hẳn, chẳng dám nói hay tơ tưởng gì đến chuyện ăn mặn, và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay bây giờ họ lại được một phen luật nhân quả dạy cho một bài học đã biết sợ và tin trên đầu ba thứ có thần linh đã hiểu rằng từng cứ chỉ lời nói mỗi khởi tâm động niệm của họ thấy đều nằm trong tầm nhìn của thần minh đều bị luật nhân quả chi phối vận hành đến nay đã gần hai năm vợ ông đã hết bị cơn bệnh khủng hành chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ gì cũng đều tiêu tan. Các bàn hữu bác sĩ của ông vẫn nói rằng, thông thường bệnh này phát mỗi lúc càng nặng. Vợ của anh không do phẫu thuật, không giờ uống thuốc mà được lành, thì phải nói, đây là đại kỳ tích. Ông và vợ ông, xin cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ các thiền tri thức đã kiên nhẫn, chỉ dẫn, giúp họ phá mê bỏ xấu. Cảm tạ đứa con đã thông cảm, tha thứ chịu xả oán hờn ra đi. Càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ hai đấng sinh thành ngu si, khiến họ biết mà dừng trước bực thẩm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê. Giải thích thêm, kỳ tích sống lại từ chúa chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết, chết ngay khi còn đang sống. Có nghĩa là chết hết mọi tật xấu phải chết trụi lũi nhận tính tham sân si mạng nghi tà kiến những gì trái đạo không đúng pháp ngoài ra còn phải biết thành tâm sám hối sửa lỗi bồi đức y theo giới đình huệ đúng pháp mà tu hành thì sẽ thay đổi cuộc đời hiểu rõ phật pháp rồi thì dù kỳ tích có xảy ra cũng là chuyện rất bình thường